Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đi thăm lưới cá với ông Tư nha bạn. Này dằn lưới cá Úc rồi. Cá này bự không được. Sớm giờ thăm được nhiều nữa bạn. Cá Úc, cá lù đù với cá phèn. Nước chảy lên. Có con mé này hết cá. Thưa thưa. Xa xa mới được con. Mới với con cá này là lạ quá nè các bạn. Cá này là người ta kêu bằng cá măng ếch nha. Mình nào giờ mình cũng chưa biết nữa. Mình cũng có thấy mấy lần mà không biết cái gì. Gai không nè, thấy không? Quá trời gai luôn không tự? Ừ. Nó đậm nhất không? Trời ơi. Không kịp trời không tấu chứ. Thế vậy sao vậy? Nè thấy không? Gì rồi? Dục à. Ủa con cá này không có lấy ăn được hả? Không. Bự kìa. Nó ngon lắm. Rồi vậy thả đi nha các bạn, không cá nó nhỏ quá không ăn được, cá bự cũng ăn được nhỏ ha. Còn cá phèn bự nữa dặm cho ngay chân đây này, ngay chân chạy xuống vừa trắng nè, thấy cái gì không? Thấy vừa trắng đây đấy đấy nè. Dạ. Đây là cái gì nhà bây giờ ra kéo đang còn cá phèn rất là to luôn nha, dạng hực luôn. Cá phèn nó có gâu luôn. Úc. Úc. Cá lù đù nữa. Cá Úc này thì phải bẻ gai nó mới gỡ ra được nha. Không, không bẻ gai thì nó dính lưới, khó gỡ. Nó chạy ghé chạy như thả gì kéo rồi kéo trong cái cây này cái xuống này kéo dưới còn nó cây cờ nữa đó. Kệ đi. Nó là kéo lên mình đây nè. Dính là thưa thưa không? Này cá lù đù nhiều. Cá lù đù nhiều. Lù đù con bự vậy mấy anh. Có sao như còn chút chút còn nở luôn. Chút chút dính lù mà mày gỡ cục lưới ra. Hay nói. Mấy con bự này mày gỡ đâu có gói. Cái vỏ. Chạy qua chỗ đuôi cá, ao cá, đuôi cột. Giờ em qua chiếc xuồng qua bển chạy qua cái xuồng nó hơi vậy đánh đấy, xuống thì chạy xuống đó. Cái đó đánh là gì? À.
Có cái cờ ở đây làm như cái ghe nãy đi xuống đó là thả lưới với, mới thả ra chứ không phải kéo đâu. Đang còn cá đồ đồ nhỏ nữa. Miếng mà cá út này nó hết nước rồi cái là bày thả không bao giờ có. Cá phèn hết sức vừa luôn. Rồi chưa? Rồi. Dạ. Nãy giờ là lý do ít chuyến dính cáo nên mình không quay nha. Quay nhiều các bạn xem mất thời gian. Nó nhảy được cũng nhiều cá nè. Này thất rồi thất. Chứ có cá nhiều cái lại dính liên tiếp luôn. Để con tôm nãy này con vuốt rồi hả? Vuốt rồi chứ gì nữa không mai. Què. Nhờ tao bỏ lưới xuống lại đấy. Bỏ lưới xuống cái nó ấy lại. Ừ. Nó búng gà xuống lại. Còn lưới rồi còn cá ít nhiều. Nước này mơ đánh được một bữa nữa. Mơ giờ đánh ngon lắm. Nó có cái vụ ngày mơ mà nó có cái nước mà nó hơi trở lại chút xíu thì ngon. Mơ tao sắp xuống dưới rồi. Coi bữa nay ngày mấy ngày cũng có rồi mơ đi. Còn không có thì cũng quánh cái thèm chuối đó. Mình biết cái thềm chuối, nhớ cái thềm chuối đâu không? Nhớ. Ừ, cái thềm ra bọc chuối á. Cái này chắc này neo của Út quá. Hai cái cờ đâu có thấy, không thấy ra. Đó, cái cờ đen dưới đó. Còn được không? Dưới cái chuồng hả? Dưới chuồng này hả? Gỡ quàng này ai gấp gì? À. Gỡ quàng này. Thằng này dữ rồi. Thằng bự nữa. Thằng bự như là dễ gỡ ngay nè, thấy không? Ừ. Mày chắc đâu có nhậu nhẹt gì hả? Dạ không. Không có nhậu góc nào chứ hả? Không. Không biết luôn. Không biết. Không biết, không biết. Nhỏ lớn con không có uống rượu lần nào luôn. Mấy con lưới con cá mà trên đây đi. Nước này còn nước mấy năm trước tôi luôn nước mùng 10 còn không biết tháng nào tôi quên nha. Tôi trúng chỗ này tôi bán triệu bạc. Vì tôm, vì cá út, cái sủ. Cái lưới chỗ này mà hồi đó cái hàng lái này nó còn nha. Hôm nay nghỉ mày á. Đây trước còn đá sập hả? Ừ. Có hàng lái dễ quách lắm. Mày biết sao mày ra mày xài coi nước mày đậu lên mày coi nước kịp không? Dạ. À, bằng đêm cũng vậy đó mình đậu mình coi nước dễ canh nước hơn là trong cái bờ. Ừ, trong cái bờ mày nhà mày đậu ngay chỗ nước nước mà nó cái vịnh rồi chết luôn mày. Mày hái đủ mày nhờ cái câu nó móc văng xong luôn rồi. Có khi sao mà mấy năm trước rồi đó sao bị móc rồi độ mà quát lưới câu luôn đó.
cho con mà cá bự cũng đỡ. Mời máy liên hợp hả? Hả? Máy liên hợp cắt phải không? Dạ. Cái rồi lưới đó ít à, nãy em thấy có chuyện nhà đó. Lá lưới nó thả ăn hay gì ít à. Nãy có lưới gì mà làm như là giống lưới cây. Nghĩ chắc cái dạng lưới cá rảnh quá, nó có hai cái phao hai đầu à. Hay là tại người ta thả lưới cấu thả ăn hay gì ít sạch ta. Nói nói. Ừ. Không có nói tắm nữa đó. Còn còn vụ cái lưới gách này là mày đâu có biết mấy tắm. Phải lưới mới biết. Ừ, như gách cái mình cắt cái khúc rồi nói rồi. Cắt khúc ra cho rồi nấu lại. Chứ đâu có biết đâu phải như lưới mới nãy mình biết. Mình ra hỏi mấy tấm nó thấy không? Có phèn nữa à? Nhiều phèn bữa nay nhiều à? Đèn sách cũ. Hàng đạn kéo nước hay lắm rồi. Nó gỡ cáp này. Tao giờ dở bẹt rồi. Đúng rồi, vừa hưu rồi chứ. Tao không lớn mày, tuổi rồi mà. Mày giờ để quánh này chơi vậy chứ. Cờ mày kiếm tiền thuốc, tiền men rồi được. Ví dụ vậy đó. À. Thuốc men rồi hút. Cái này giờ thấy tự tự tôm. Cái chuồng đó kìa, ở dưới ba chuồng đó, chuồng cửa mẹ ơi, đèn cửa, ngập cái phèn hả? Dính cái đây cục cái gạn đây ngỡ. Thầy tự, mình kéo cái này quẩn rồi, chứ phải như nãy quýnh à. Dính giống như trái lựu đạn vậy. Cá phèn này rất là bự luôn. Hôm nay cá phèn nhiều à. Nhiều ơi. Trời ơi, đủ cũng 2-3 ký thuốc rồi mẹ ơi. Dạ, bữa nay cũng nhiều nhiều quá. Mỗi ngày không trúng thôi. Bữa nay tính ra cá phèn nhiều. Cũng đỡ ha. Thất mà thất có út. Đây, con gà đây. Nước sao có nước mà có đầy chiều rồi đem còn chứ mới đem xuống lắp rồi tắm rồi còn tắm chưa bắt tao. Này cái con dây. Vậy vậy.
phèn bự nữa. Nhà kiếm cả chừng ký mấy cái ao phèn là khỏe luôn. Chiếc xà lan nước đứng mà chạy ra lớn dữ. Đây nghe luôn. Làng chợ cát. Sớm gió sóng nhấp nhấp như vậy im gió luôn. Sóng chừng nào mới có phèn nhiều đấy. Cái năm đó ta đi bên cùng bàn vẽ tới đây 3 giờ này. Ta thấy kìa mấy ông này quánh mà nước nó vừa cũng như là nó yếu hơn nước mình quánh lưới đạp kia nha. Cái tao quánh nó cho người tao ra chạy về nhà uống. Tao đi với bà. Tao qua bên đây là đó hàng đáy còn tao bên đây tao chạy qua tao quánh đậu tao quánh nửa lưới rồi tao quánh xỉa qua cồn mẹ nó tới mấy bạn đậu. Nó bán 70 ngàn đó. Phèn á. Không có giá nha. Dạ. Giờ bây giờ bán ngon lành. Ừ. Đồ đồ con. Đang con cá phèn nhỏ. Cá phèn mới lớn mới 70 ngàn đấy. Với con tôm, dính con tôm nữa nè các bạn. Con tôm thứ hai nha. Con hồi sớm mình quay không kịp. Quay không? Con đang quay rồi. Hồi sớm dính con nữa mà ông Tư cũng dở lên cái nó rớt các bạn. Thành ra chụp lại mở máy quay không kịp cho các bạn xem. Con hồi sớm lớn hơn con này một tí. Con nói ở đâu không? Dạ. Quay rồi có nói ở đâu không? Không. Người ta đâu có biết. Đâu có biết mình quýnh lưới ở đâu. Này là mình ở Trà Vinh nha các bạn. Trà Vinh cái khu vực này là miền nào mới được. Là mình là ở Hòa Tân, Cầu Kè, Trà Vinh. Cái khu vực mình thả hôm nay là ở đây là gần giáp với Sóc Trăng. Người ta thường gọi là An Lạc Tây. Gần phà An Lạc Tây giáp với Sóc Trăng. Thường các bạn cũng ưa hỏi nữa đi thả lưới ở đâu mà mình cũng quên nói nữa. Hôm nay ông nhắc cho mình nói luôn.
đâu. Rồi cá phèn nữa các bạn. Phèn chết thì chết à, nó màu chết nữa. Ừ. Mà mày mà nó vừa đâm nữa mày kéo lên thì sống, mà mày gỡ rồi cũng chết à. Gỡ ra bỏ ra khỏi mặt nước xíu chết. Ừ. Còn mấy mình gọng lại cũng chết nữa. Cũng chết nữa. Ngộ. Bạn có cái cá lưỡi trâu nãy đó, là cá sống dài đó. Cái lưới không nãy gắt mất cái chì luôn rồi. Mẹ mày. Miếng con như vậy mày dính nè à. Còn lưới là còn cá rồi. Ừ, chưa biết được dưới nước mà. Ừ. Con khá lắm này lưới. Này nó có một gạn tảng hình. Cái này nó quánh sao mà ở dưới kéo lên đây ra. Ừ. Chỗ lưới gắt gì cũng dán dính luôn nè. Đó, thấy không? Nè bạn dòm xem nè. Cái này cái chót lưới gắt chút xíu mà vẫn dính. Cá này rất là dễ dính luôn. Dễ dính luôn. Dính luôn cá gác luôn à. Cá gác. Hồi đó đó mấy ông kia dụ con. Ông nói cá gác á, con đâu có biết đâu. Ông Tư cái con hỏi cá gác là cá nó làm sao vậy, con đâu có biết, con cũng tình thiệt. Thì gác đó. Là gác đó. Cười không, ông đâu nói đâu, nợ ta tư. Chừng nào ấy thì ta chỉ cho mày. Có cuộc tới cuối cùng ông cười con cái ông nói muốn gác á, là cá gác á. Cũng như ông Hiện mà ông đánh lưới bữa hổm hai chồng đó, bữa mà tao rước mày nhớ không? Dạ nhớ. Ông đậu. Ủa dính con cái gì á? Đồ đồ bự chảng luôn các bạn. Hai con đồ đồ. Dụ à, con. Xuống dưới cái xuống dưới miệt sắp căng á. Cái xuống dưới gì đó mà cái bà là bà giá chồng mà bà không có chồng, mà nào giờ không có chồng. Rồi bà nói chuyện chơi rồi nói ông Hiện á. Cái bà la nói trời ơi vừa này nói, lúc này lượm vừa mỏ nhiều quá. Cái ông này ông không biết vừa mỏ làm sao. Tao cười quá trời quá đất, tao lại đủ mà bả la nó vừa mỏ là vừa lũng đó. Vừa mỏ là vừa lũng chuột ăn á. À. Mà nó bả nói cũng phải chứ mày không bị quýnh là mỏ đó. Nghe cốc cốc đó. À. Người ta mới nói gì, tao lại đủ mà vừa mỏ không ngậu chơi. Còn con đó mấy ông nói là đi hồi con đó đi dụ con cá gác. Con tình thiệt, con đâu biết công việc cá gác là gì nào, giờ có biết đâu, sao này mới biết là gác á. Ừ. Góc phải gì không tư kệ mẹ, dính gì dính đi khác vậy, thả lưới là phải chịu thôi à. Ừ. Cá gác mà không biết là nó cái gì ra sao. Nó ra sao. Thì hết rồi, còn tấp nữa đó. Còn chút nữa nè. Cái lưới này nãy mà sao gió đi mà quánh khít qua lại bển chứ. Mày căng ngang á, có phèn thì căng ngang nó hay hơn. Yeah. Nó hay hơn cái mày quánh mày lai. Cái phèn căng nó hay hơn. Ăn ủi con tôm nữa.
ăn ủi rồi đó. Đồ đồ. Ê, ê, ê. Ê, cá phèn, không có gớt, nó dính cứng hàng từ. Cá phèn chết để chứ gớt lắm, sóng gió rồi nó mới gớt. Này sóng gió mày nghe kịp chưa, bị sóng lấy cái nhấp, mày nhấp, nhấp đó. Dạ. Ê, nó ưa gớt lắm, còn ngay trời này dễ gì gớt đó. Đồ đồ nữa. Ê, cục đuôi à, con gì ăn cái đuôi cũng điêu rồi. Vậy có mập lắc, nó nói cái mập lắc đó. Dạ. Cái con nãy mày gỡ cũng ngay, cũng cục đuôi đó. Dạ. Ủa dính con tôm nữa thiệt kìa ông tử. Ờ mới vừa nói cái gọt luôn các bạn. Dính con tôm nữa. Mình mới vừa nói ăn uống con tôm thiệt, có ăn uống con tôm mà tôm không có bự nha, tôm nhỏ nhỏ. Tôm này 180 nè. Tôm mắt quý á, tôm mạnh nó còn bún chóc chóc diện phú lên nhìn nó mà là con cho phú rồi được rồi kêu lên éo còn chút nữa là ta hết rồi đấy đó, thấy cái cờ luôn rồi. Con nữa. Cái này là ngủi. Giờ hết lưới rồi nha bạn, giờ kéo neo lên xem nữa cái nước còn đánh lại được không, nếu đánh không được thì về yeah. Luôn về yeah, chắc nè nước này chắc về chắc nè. Cá cũng được đã đỡ nè bạn. Như đây cũng trung bình thôi chứ con không trúng không thất. Mì cá này bán cá ốc này giá nó rất là rẻ luôn. Chỗ đó mày quay phim á, nó ngon đó. Con đang quay luôn. Đi dán vô cái chưa chẳng để ghế lên cho trống trong thư nhân rộng nước làm sao hả, nhắc rộng nước là không thư đâu có cho cá nó chừng chung đây cá nhỏ. Dạ. Gạo nó kêu ta gạo đất nước này được cá bự rất là nhiều, cá bự luôn. Đây. Các bạn còn chán cản không? Không chán. Chứ đựng con cá này rất là lạ nha các bạn. Cái cá này đấy ông Tư nói cá gì ông Tư? Cá liên châu. Nó đâu có kêu nữa rồi. Mất rồi. Ủa, nó trường lẻ thiệt. Ừ. Đó. Dưới đây ba con tôm. Một con tôm.
này con tôm nữa, hai con, ba con, còn này con nữa, ba con tôm. Để mình kiếm con cá lưỡi trâu cho bạn xem. Đây nó rồi, gặp chưa? Gặp rồi. Đây các bạn, cá này ít thấy nó lắm nha, lâu mới thấy một lần.